Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một cái tiết mục video mới tên là Nhập môn tiếng Nhật 101. Nhập môn tiếng Nhật 101. Thì bài đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người là bài vỡ lòng, coi như là kiến thức nhập môn sơ đẳng nhất về tiếng Nhật. Thì chắc là các bạn cũng biết là khi mà mình vào bắt đầu học tiếng Nhật thì các giáo viên ai cũng sẽ nói là tiếng Nhật có 3 bộ chữ là Kanji, Hiragana, Katakana. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học Hiragana nha. Thì thường thường là ở đâu học tiếng Nhật cũng sẽ bắt đầu như vậy. Nhưng mà theo mình nghĩ, trước hết khi mà mình muốn học một ngôn ngữ nào đó thì mình cần phải hiểu ngôn ngữ đó tốt hơn. Tại sao nó như vậy, tại sao nó có cái này cái nọ, thì mình mới thấy là nó có cái động lực để mà mình học ngôn ngữ lâu dài. Bởi vì mình bắt đầu từ một cái sự hiểu biết thì từ từ mình mới phát triển cái niềm đam mê với ngôn ngữ. Còn nếu mà học ngôn ngữ mà kiểu học vẹt thôi thì nó sẽ rất là nhanh chán. Vì vậy, ngày hôm nay bài đầu tiên luôn thì sẽ là một cái bài hoàn toàn gọi là vỡ lòng, chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình hiểu về tiếng Nhật. Thì mình nghĩ rằng cái đó sẽ là cái bước đầu, sẽ là cái đề ba để chúng ta có thể học tiếng Nhật nhanh hơn và tốt hơn. Thì trước hết là tiếng Nhật, mặc dù đúng thiệt là nó gồm có 3 bộ chữ thì là Kanji, Hiragana với Katakana. Thì để cho những bạn mà lần đầu tiên tiếp cận với tiếng Nhật học một cách dễ dàng hơn thì mình sẽ tạm gọi nó bằng tiếng Việt cho dễ nhớ, đó là hán tự, chữ mềm với chữ cứng. Thì kanji là hán tự, hiragana là chữ mềm và katakana là chữ cứng. Thì tại sao lại xuất hiện những ngôn ngữ này? Lúc lần đầu tiên mình học tiếng Nhật mình cũng thấy rất là phiền, tại sao mà họ không xài một bộ chữ giống như chúng ta thôi, xài một hơi 3 bộ chữ xong rồi phải thay đổi tùm lum tùm la, rất là phiền. Thì sau này mình càng học mình càng thấy rõ là bộ chữ nào nó cũng có tác dụng của nó, và nó không phải là thay đổi cho nhau mà mỗi cái nó có một cái chức năng riêng. Vậy nên bây giờ mình sẽ tìm hiểu về chức năng của nó. Thì thứ nhất là hàng hán tự. Thì hàng hán tự nó là cái tinh túy của cái câu chữ, nó là cái chứa đựng cái thông tin, cái ý nghĩa. Vì vậy nên những cái như là danh từ nè, động từ nè, tính từ nè, những cái từ mang cái cốt lõi ý nghĩa thì sẽ được viết bằng hán tự. Còn chữ mềm nó chủ yếu là để thể hiện cái ngữ pháp, chức năng ngữ pháp trong câu. Vì vậy nên những cái gì mà nó mang tính chất là quá khứ, hiện tại, tương lai, biến cái này thành phủ định, biến cái này thành khẳng định, kiểu như vậy thì nó sẽ được viết bằng cái bộ chữ mềm. Còn cái bộ chữ cứng katakana là để viết, để thường là mình thấy là có hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất là dùng để phiên âm, ví dụ như phiên âm chữ nước ngoài, phiên âm tên người nước ngoài, ví dụ như tên của mình khi mà viết bằng tiếng Nhật thì mình cũng sẽ viết bằng katakana. Rồi cái đó là cái chính, chủ yếu là để phiên âm. Và cái thứ hai mình thấy sử dụng nhiều nhất là để nhấn mạnh. Thì y chang như trong tiếng Việt, ví dụ như các bạn viết một cái chữ bình thường, là thí dụ như anh yêu em, các bạn viết bình thường, nhưng mà các bạn muốn nhấn mạnh lên thì các bạn viết chữ anh, xong chữ yêu, tự nhiên các bạn viết in hoa hết nguyên chữ yêu, xong rồi đến chữ em thì sẽ cảm thấy rằng là các bạn có cái gì đó muốn nhấn mạnh vào cái chữ ở giữa này khi mà các bạn viết in hoa nó lên. Thì trong tiếng Nhật cũng vậy, katakana là một cái kiểu nhấn mạnh như là viết in hoa của hiragana vậy. Ví dụ như các bạn ghi là aishiteru bằng hiragana với lại ghi bằng aishiteru bằng katakana thì cái katakana nó sẽ cho một cái cảm giác mạnh mẽ hơn, nó sẽ nhấn hơn. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bắt đầu vào một trong câu chữ thì các bạn sẽ thấy cái sự xuất hiện của mỗi bộ chữ nó đều rất là quan trọng. Ví dụ như lúc mình mới học thì mình nói là ủa, cái hiragana cái gì cũng viết bằng nó được, tại vì nó phiên âm hết ra được mà, mọi cái hán tự đều có thể phiên âm bằng hiragana, thì tại sao không xài hiragana thôi, không xài chữ mềm thôi, mắc gì xài hán tự làm chi. Thì sau đó mình mới thấy là wow, có rất nhiều hán tự đều phát âm y chang như nhau hết. Vậy nên nếu không biết cái hán tự đó ra thì bạn sẽ không biết được là cái chữ đó có nghĩa là gì hết. Hana, hana, jishin, jishin, kikai, kikai. Hana, hana, jishin, jishin, kikai, kikai. Nhờ những cái hán tự nó đứng như vậy mà chúng ta nhìn vào trong câu thôi thì chúng ta sẽ hiểu được ngay lập tức. Thì ví dụ như trong tiếng Nhật các bạn đọc báo đi, thì lúc nào các bạn cũng nhìn
khi mà người ta đọc báo mà người ta nhìn nhanh để hiểu nhanh đó là người ta sẽ nhìn hán tự. Còn những cái còn lại hiragana sẽ viết dưới dạng là để diễn đạt ngữ pháp mà thôi. Rồi, tiếp theo á, là làm sao mà chúng ta tìm được một cái niềm vui để học từng bộ chữ này. Tại vì cái nào cũng rất là phức tạp. Thì á, cái bộ chữ hiragana là bộ chữ căn bản nhất, rất cực kỳ quan trọng luôn. Có nó rồi á, thì mình sẽ hiểu được tất cả những cái khác. Thì á, học hiragana các bạn đừng học như học vẹt, kiểu như học thuộc lòng lòng hết luôn nguyên bản chữ cái, thì cái đó mình cũng không có làm được. Bây giờ mà kêu mình đọc theo thứ tự từ A rồi đến K rồi đến tai vậy đó là mình không có đọc được. Nhưng mà nhìn vô chữ thì mình đọc được. Ai đọc cái gì thì mình viết ra được cái hình thù của chữ hiragana. Thì á, các bạn phải suy nghĩ là học ngôn ngữ là để sử dụng trong cuộc sống, là để giao tiếp, là để viết lách. Vì vậy nên á, không có cần học thuộc lòng mấy cái đó làm gì hết á. Các bạn chỉ học để biết sau này có chữ thì các bạn viết vào được, không cần phải học thuộc lòng. Tự nhiên dần dần các bạn nói nhiều rồi cái tự nhiên nó vô à, không có cần học thuộc lòng hiragana. Nhưng mà các bạn chỉ cần biết là nó là bộ chữ căn bản nhất, mang tính chất phiên âm cực kỳ quan trọng. Tiếp theo là bộ chữ katakana, là bộ chữ cứng. Thì lúc mình mới học mình cũng ghét nó lắm, tại vì phiên âm thì y chang hiragana, tại sao không dùng hiragana để phiên âm thôi, lại dùng thêm một nhùi những cái chữ katakana, chữ cứng rất là phiền, viết khác nhau nhưng mà đọc giống nhau, thì như vậy càng dễ cho chúng ta bị lộn. Rất ghét nó. Sau đó thì tới chừng mà mình học nhiều về nó rồi, bắt đầu bởi vì mình học nhiều tiếng Anh, bây giờ mình học sang katakana, mình thấy rất là thú vị. Bởi vì katakana là cả một cái hệ thống phiên âm tiếng nước ngoài, mà tiếng phiên âm nhiều nhất là tiếng Anh. Ví dụ những từ như là kado là cái card, cái thẻ. Rồi escalator là cái thang cuốn lên, elevator là cái thang máy. Những cái thú vị như vậy á, thì khi mà mình học tiếng Anh, mình học tiếng Nhật, mình thấy là có cái sự tương đồng giữa phát âm tiếng Anh với lại katakana, mặc dù nó hơi khác một xíu, nhưng mà cái sự khác biệt đó lại làm cho cái ngôn ngữ nó thú vị. Thì mình thấy là từ khi mà mình học katakana thì mình học tiếng Anh nó cũng thấy thú vị hơn, khi mà bỏ chữ nó ra thành từng âm tiếng như vậy thì mình cảm nhận được một cái sự hay ho giữa hai ngôn ngữ. Mình thấy là cái đó cũng là một cái động lực để chúng ta vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Nhật. Thì katakana rất là hay. Sau này mình có thể là sau khi những cái video về sau mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều về katakana hơn là hiragana. Bởi vì cái bộ chữ cứng này chủ yếu là người ta phiên âm nhiều, nên khi mà phiên âm một số từ tiếng Anh mà vốn dĩ các bạn biết nó là gì, giờ thấy người ta đọc hơi khác khác như vậy, các bạn sẽ cảm thấy nó hơi sốc nhưng cũng thấy rất là thú vị. Tiếp theo là cái bộ chữ mà mình yêu thích nhất là bộ chữ hán tự. Thì mọi người cũng biết là hồi trước thì mình học tiếng Trung Quốc nên mình nắm hán tự khá là vững. Từ khi chuyển sang tiếng Nhật học hán tự thì càng ngày càng yêu thích thêm. Bởi vì cái hán tự ngày trước mình học tiếng Trung Quốc là mình học giản thể, nó đơn giản, nó chán phèo à. Nhưng mà bây giờ mình học cái hán tự của tiếng Nhật là hán tự phồn thể, là hán tự đầy đủ luôn, có những cái bộ thủ mang đầy đủ ý nghĩa, là cái đó mình rất là yêu thích. Thì hồi trước mình cũng làm một số video clip về hán tự thì các bạn cũng có thể tham khảo nó. Rồi các bạn thấy là chủ yếu mình học hán tự là mình học theo bộ, mình không có học theo kiểu là đầu tiên là phải thua hết tất cả các bộ, mà là mình bắt gặp chữ nào rồi mình mới nhận diện nó có bộ này với bộ này, thì từ bộ này nó sẽ phát sinh ra ý nghĩa như thế này. Thì túm lại, mình nói rất là nhiều, rất là dông dài, nhưng mà túm lại là cả ba bộ chữ mà các bạn muốn học nó một cách thành công thì phải học từ trên sở thích, chứ không phải là khăng khăng học vẹt thì nó sẽ rất là khó khăn. Thì học từ trên sở thích đó là các bạn đừng cố gắng học thuộc lòng nó làm gì hết á. Ví dụ như các bạn muốn học một cái bộ chữ, các bạn phải tìm sách báo hoặc là tự viết ra những chữ, thậm chí là không có thật cũng chẳng sao cả. Nhưng mà qua cái luyện tập đó các bạn sẽ thấy là các bạn học nhanh hơn là ngay từ đầu các bạn học thuộc lòng từng bộ một. Tại vì ví dụ các bạn học một ngày thuộc hết nguyên bộ chữ, sang ngày hôm sau các bạn không luyện tập các bạn cũng sẽ quên. Thì chính vì cái sự yêu thích, chính vì cái động lực mà mình muốn hiểu nó hơn á, thì các bạn sẽ cảm thấy là khi mà các bạn học như vậy nhanh thuộc hơn là so với việc học thuộc lòng ngay từ đầu. Thì bắt đầu sang những video clip sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết mà mình học hiragana, katakana, bộ chữ mềm và bộ chữ cứng trước. Hy vọng là các bạn đón xem video clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.